tình trạng chung của những cây bonsai được trồng ở miền Bắc ấy, đều đang khá là đói phân. Trải qua một cái mùa đông dài mà lạnh lẽo như thế mà lại còn đói nữa thì các anh mình quá là khổ luôn anh em ạ. Nhưng mà thời tiết sang xuân này cũng bắt đầu ấm lên rất là nhiều rồi, cho nên tôi chuẩn bị một ít phân chì để bón cho các em ý. Đây thì là một túi phân chì High Control, một trong loại phân tan chậm tốt nhất mà anh em dùng để bón bonsai. Để cho nó sạch sẽ và đẹp đẽ thì tôi đã cho những cái hạt phân đấy vào trong một cái giọ đựng phân, để rồi là ghim chúng nó vào rìa chậu. Còn đây là một loại phân tan chậm khác, thậm chí còn cao cấp hơn cả phân chì vừa rồi. Cái loại này thì hơi to so với cái giọ đựng phân, cho nên là tôi dùng một cách khác. Bởi vì cái phân này nó giống cái quả bàng ấy, cho nên người ta gọi là phân quả bàng luôn. Với cái hình dạng đó thì tôi lấy cái dây kẽm tôi buộc xung quanh cái quả bàng này, vặn lại cho nó chặt, rồi tôi ghim xuống rìa chậu để mà khi tưới cây thì cái cục phân nó sẽ không bị văng ra. Đối với cả những cây bonsai sống trong cái chậu nhỏ như này ấy, chỉ cần một cục thôi là đủ rồi. Một cái cục nhỏ bé như này nhưng mà nó chỉ tan hết sau từ 8 đến 12 tháng. Có nghĩa là nếu mà bạn bón từ đầu mùa xuân ấy, thì đến mùa đông năm sau các bạn không phải bón gì nữa. Đây những cái cây mini của tôi đây, tôi toàn găm 1-2 viên vào. Mỗi lần mà tôi tưới cây ấy, thì cái phân nó sẽ tan ra một tí. Chỉ một chút chút thôi thì là cây đã có đủ dưỡng chất để bật mầm này, khiến lá luôn luôn xanh này, cây có ra nhiều hoa nhiều trái mà tí thì cũng không bị suy. Và nó cũng không bị nóng, không bị sốc giống như là mình bón NPK. Đấy, chỉ cần một cục nhỏ nhỏ này thôi này, mà tác dụng nó cũng khá là ghê gớm đấy. Nhưng mà có một cái điều lưu ý anh em nhé, là tuyệt đối không được bón phân khi mà mới thay chậu cắt rễ xong. Và chỉ được bón phân khi mà cây đã thuần chậu hoặc là cây đã có bộ rễ ổn định sau khoảng 2-3 tháng trồng. Anh em nhìn thấy cây trà Phúc Kiến tôi nhiều hoa nhiều trái không? Đấy, một cái chậu cỡ trung bình như này tôi cho khoảng từ 4 đến 5 giọ phân. Khi mà cây đầy đủ dưỡng chất ý, thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ ra hoa kết trái của nó. Nôm na nó cũng giống kiểu như chăm bà đẻ ý, thì mình phải bổ sung dưỡng chất cho nó chứ. Kể cả khi cây có quả rồi các bạn mua phân về các bạn bón thì cái quả của cái cây được bón nó sẽ mập hơn là cái chắc. Đây là 5 cái giọ mà tôi ghim vào này. Anh em để ý xem, tôi luôn luôn ghim ở rìa chậu nhé. Tại sao lại như thế? Bởi vì là khi các bạn ghim cái phân ở rìa chậu ấy, thì là cái bộ rễ non của nó sẽ có xu hướng bò dài ra để hút chất dinh dưỡng. Qua đó thì cái bộ rễ cám của cây sẽ phát triển rất là mạnh và cây sẽ càng hút được nhiều chất dinh dưỡng hơn, trao đổi chất thường xuyên hơn và đương nhiên là cây sẽ khỏe mạnh hơn. Như cây vọng cách của tôi này, nó ngủ đông suốt một thời gian dài rồi. Khi thời tiết ấm lên một cái, tôi bón phân cho nó thì nó sẽ có lực để phát triển trở lại. Suốt gần 3 tháng rồi em nó nằm im luôn, tưởng chết nhưng mà cạo ra là vỏ vẫn xanh. Cái cây sam hương Phan tặng bây giờ cũng tốt này. Cái chậu này tôi cũng giải một ít phân chì cho nó tốt. Cây hồng ngọc mai này thế này, cho vài hạt phân chì và hai quả phân bàng. Anh em nhìn thấy nhiều nục non không? Nhìn cái cây nó khỏe, cái tâm trạng của người trồng cây nó cũng vui đúng không? Cây si búp đỏ tôi cũng mới tỉa lá và tôi cũng cho 4 quả vào. Bây giờ thì nó lên cái lộc mới này, nhìn phê phết anh em ạ. Ngay cả một cây rất là khó tính như kim sa tùng này cũng rất là chịu ăn phân chì luôn. Đến cái đoạn này là tôi hết giọ đựng phân rồi, nên là tôi rắc vài hạt xung quanh gốc. Nhìn đọt cái cây tùng này lên thích thật, chắc mấy hôm nữa tôi phải làm clip về cái này. Cây này thì là một cây trầm thị, cũng rất là thích ăn phân chì luôn. Và em nào cũng đang bắn rất là nhiều đọt. Đúng là phân Nhật tốt thật. Khi nhắc đến Nhật thì tôi không thể không nhắc đến cây táo gai Nhật này. Em ấy đang có quả cho nên cho hẳn 4 viên. Đây là một cây linh sam kim sông hình, đặc sản của miền Trung. Mà miền Trung thì cũng không thể lạnh bằng ngoài miền Bắc được. Thế mà ấm lên một cái tôi bón một ít phân vào, bây giờ bung đọt là mầm mầm. Đây thì là một cây tùng đen Quảng Ninh. Còn đây thì là cái búp lộc của nó này. Chưa cần nói đến bonsai hoa trái, chỉ cần nhìn được cái búp lộc của nó thôi cũng đã là rất là phê rồi đấy. Cây hồng ngọc mai này bị suy vì tuyến trùng nó làm tổ trong bộ rễ. Tôi đã phải cắt hết rễ đi và cứu sống bằng HB. Chờ cái bộ rễ mới ổn định một cái là tôi bón phân, cũng chỉ bằng 4 quả bàng thôi. Thế mà chỉ sau một tuần cái bộ tán lá đã bắt đầu bật lộc, còn tôi thì mừng rơi nước mắt. Vậy thì bí quyết để có một cái vườn cây luôn luôn xanh tốt ấy, thì các bạn phải chuẩn bị đầy đủ những cái điều kiện cần và đủ. Một cái khoảng trời đầy nắng đầy gió, chất trồng thật là sạch của tờ tơi xốp. Một vài lọ HB101 để cấp cứu cây mỗi khi mà cây yếu. Một ít phân chì High Control, một ít phân quả vàng. Hoặc là cứ inbox hỏi tôi, cái gì mà tôi biết là tôi sẽ trả lời hết cho anh em. Ok.